Bốn nào là cửa hàng trưởng mời đó? Dạ, bốn ở giữa hả? Ở giữa lại mời đúng không? Dạ. Rồi, bốn này tên gì? Phía hàng chip không? Đây là cá ba sa súp bột. À, cá ba sa súp bột. Dạ, xong có sốt tỏi giòn, sốt tỏi bên em. Đây, đây cô cửa hàng trưởng này. Dạ, chào. Rồi, cảm ơn em. Vô. Mày thích ăn cái gì? Thì ăn gà hay là mì? Hai gia con ăn chưa hết 230 ngàn, gồm có 6 miếng gà, khoai tây, 1 miếng xào Hàn Quốc và 1 Pepsi tươi. Con bắp tay đi, không cần phải dùng đũa. 230 ngàn mà có cái bàn nhiều chứ sao. Thích nhất ở quán bôm chôn gà bôm chôn là vì nó có cái dừa chua của kiểu Việt Nam. Em cái xô này phải đựng rác đúng không? Cảm ơn. Của cô quản lý tặng cá ba sa viết một tiền dòng. Bên ngoài thì dòng, ở trong còn mọng nước luôn. Quá ngon. Xương khuyết một. Chấm gà nhưng mà đã rút hết xương rồi. Gà da giòn nè. Da giòn lắm. Dễ dàng trên tay cầm rồi, bây giờ cắt thêm miếng này của tôi. Chấm muối rồi. Rồi, cảm ơn bác.